Đây là bước đi cần thiết nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả, tránh tình trạng giá khởi điểm bất hợp lý làm nhiễu loạn thị trường bất động sản. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, trong bối cảnh Luật Đất đai 2024 có hiệu lực nhưng bảng giá đất mới chưa được ban hành, việc các địa phương tạm dừng đấu giá đất để điều chỉnh phương thức đấu giá là động thái hợp lý. Việc này không chỉ giúp ổn định thị trường bất động sản mà còn ngăn chặn hành vi trục lợi từ các phiên đấu giá đất.